Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Hùng. Tôi xin chia sẻ bài học của mình trong ngày 26 tháng 3. Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi chia sẻ về cái cách mà mình đã ứng dụng trong cái việc mà luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức cũng như là cái sự thu hút. Nhớ các bạn thấy đấy, sản phẩm của nó chính là cái ghế mà tôi đang ngồi này. Đấy. Đây chính là gọi là cái ghế massage đấy, nó đang đưa tôi lên đấy, đấy nó đang nâng lên này, đấy. Giống như thế là cái cảm giác giống như là chúng ta lên máy bay ấy. Đấy. Nó rất thú vị đúng không các bạn? Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Tôi sẽ cho nó hạ xuống này, hạ xuống này, thấp xuống này, đấy, lên 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 xuống xuống này tức là gì ạ? Cái quả quả massage nó đang đẩy lên đẩy xuống đấy, các bạn có thể thấy. Và đây chính là một cái sản phẩm của một đây đây chính là một cái sản phẩm của cái việc tôi thu hút, cái việc tôi giao tiếp với cả vô thức của mình. Cái cách thức để tôi giao tiếp và tôi có được phần thưởng cho mình chính là chiếc ghế này, đó chính là tôi đã hình dung và tưởng tượng rất 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 là thật, rất là chân thật về cái khoảnh khắc mà tôi nhận được cái ghế này. Và cái khoảnh khắc đấy chính là cái khoảnh khắc mà gì, mẹ của tôi ngồi trên chiếc ghế này và được cảm nhận, được thoải mái, được thư giãn và rất là sung sướng khi mà ngồi trên cái ghế này. Và tôi xem nó là một món quà tôi sẽ mang về để tặng cho mẹ tôi. Và trong cái quá trình trước khi mà cô Ranh công bố cái giải thưởng ấy, thì tôi đã hình dung rất là sâu sắc về cái việc này, rất là mạnh mẽ về cái việc này, rất là 100% rất là tập trung về cái việc này. Và cuối cùng thì khi mà cô Ranh xướng tên là Marketing Hà Nội và Nguyễn Văn Hùng thì tôi thực sự là vỡ òa, vì đó chính là một cái cách thức, đó chính là một cái câu chuyện, một cái công thức thực sự 100% mà tôi đã làm được, thực sự rất là tuyệt vời các bạn ạ. Tôi rất là yêu Minh Trí Thành, tôi rất là yêu người bạn vô thức của mình, tôi rất là yêu những cái trải nghiệm, những cái thành quả mà tôi đã đạt được rất là tuyệt vời. Và tôi tin chắc rằng bằng cái niềm tin của mình, bằng cái sự nỗ lực của mình cũng sẽ vượt qua tất cả mọi cái vấn đề, mọi cái khó khăn để mình có thể mình cũng như là phòng marketing cũng như là công ty sẽ hoàn toàn đạt được mục tiêu. Rất là cảm ơn bạn đã theo dõi cái clip này. Xin hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Đây là clip dài nhất mà tôi từng chia sẻ. Cảm ơn bạn.